cái đậu lăng nó ngọt, dễ sợ ngọt. Ngon, ngon. Yeah. Mời mọi người. Mình cũng đang ăn mà mấy đứa. Đây, thêm nè. Đó, có cá đó nè. Nhưng mà hồi nãy mọi người có thấy không, khi mà mình ăn cái riêng cái hạt này không thì nó hơi nhẫn nhẫn, nhưng mà mình ăn chung cái này, mình trộn chung nữa, nó rất là ngon luôn, đúng không? Béo nữa. Lát nè. Món này ăn nó khác, nó fresh nhất, nó mà nó thanh nhất, nó không bị chất béo. Mọi thứ nó vừa. Vừa. Bây giờ mình ăn món thứ hai, đó chính là gạo lứt nấu với bò hầm. Trời ơi, bò hầm đậu ăn với cơm gạo lứt. Trời ơi, ăn vậy là sai khoa học, không có khoa học một tí nào luôn. Dạ, tụi em ăn sai khoa học hết trơn á, nhưng mà tụi em sống được. Cái cơm rất là mềm, mà cái bò nó có gân nó trực trực. Mà cái đậu này, cái đậu nè. Đậu ngự. Trời ơi, anh đang ăn nghe ngon quá. Trời ơi, tức quá. Dạ. Thôi mình ngồi mình đếm hoa, đếm lá. Là trộn vô với cái bò miếng sốt ngon lắm. Trời ơi, nhìn cái miếng bò nè. Nè, Nghi nè, Nghi nhìn cái miếng bò nè, Nghi ơi. Mà cái đậu á, cái đậu nó bùi, cái đậu nó bùi. Anh Ly. Bò như cái miệng như Nghi vậy á. Trời, làm thấm ghê luôn á. Ăn với đậu xuất sắc. Đậu người á, buồn buồn. Thơm quá. Nhỏ tuổi nhất ở đây thì mời người khác trước. Mời rồi. À, em mời chị. Trời ơi, đã sống vậy được. Không sao, sống cho no cái bụng mình trước. Không, những người như em sống mới sống lâu được ạ. Ừ. Ngon quá à. Nè, nè, nè. Nữa, ngon không? Ngon. Cơm nó dẻo nữa đúng không? Cơm dẻo, đậu bùi và thịt rất mặn mà. Đúng rồi. Thôi nhưng mà ngon á, thật sự là ngon á. Còn em ăn này em không nói được nè. Anh ơi, tụi em có được ăn hết không? Hết cái gì? Không, hết bàn luôn á. Được chứ. Mình không có thời lượng. Nhưng mà tại sao mình phải ăn hết? Mình còn 3 vòng lận. Mình còn mấy vòng sau mình thắng, mình phải ăn nữa đó, cho nên mình đừng ăn hết. Thưa quý vị, món tiếp theo đó là sườn non hầm dưới đậu. Đừng, không được dừng. Đây, sườn non hầm đậu nè quý vị. Cái đậu nó ra nước á, nó ngọt cực kỳ luôn. Mà nó độc đáo chỗ là khi mình ăn đậu mình nghe bùi là chuyện bình thường. Húp cái nước còn nghe bùi nữa kìa. Nó độc đáo tại vì nó ra nước. Nó ra nước. Ồ, coi đậu cái đậu này. Cái đậu. Đây, đậu đây, vỏ đậu cho em nè. Đó. Đây, cho xíu nấm nữa cho mới ngon chứ. Ôi. Ba má sinh ra không lo đi làm, đi học, tới đây ngồi nhìn người ta ăn. Luôn á, trời ơi. Thiệt luôn á. Ủa, có thể ăn không nói mà. Ừ, rồi ăn nói ăn. Vậy thôi, không ăn thì đừng nói nữa, để người ta ăn thì. Chúng ta nói là để phục vụ cho khán giả truyền hình. Đúng rồi, để mọi người biết được cái mùi vị. Không nói không tôn trọng đầu bếp. Đúng rồi, phải nhận xét. Chúng tôi nói để phục vụ khán giả, cho khán giả biết nó ngon như thế nào. Chứ chúng tôi không có làm hại ai cả. Đây, trời ơi, đậu quá trời luôn nè. Không, thiệt á, húp thử cái nước đi. Dạ. Của anh. Dạ. Húp nước đi cưng. Yeah.
sao mà ngon bằng món mẹ nấu ở nhà đúng không? Ở trong đây là có đậu trắng với lại đậu đen. Nước ngon quá. Nó ngọt tự nhiên, bùi mặn mà. Tỉnh lại, tỉnh. Kali ơi, em làm gì vậy? Em đánh giá rất cao nhất là món này. Món này ngon này. Món này ngon. Món này là số 1. Món này là số 1 này. Nước ngọt, vị thanh mà ngon, bùi nữa. Thiên đường ẩm thực mời bạn khai vị với món salad cá hồi xông khói kèm đậu lăng cùng với những nguyên liệu bắt mắt này nhé. Đầu tiên cắt khúc salad, cải bỏ xôi, cam thì cắt thành múi cau đẹp mắt như thế này đây. Bơ sau khi được lột vỏ thì hãy đem cắt thành lát to, cắt đôi cà chua bi rồi cho tất cả vô tô. Dùng tay xé nhỏ cá hồi xông khói thành từng miếng vừa ăn. Nào, giờ thì bắt tay vào pha chế nước sốt thôi. Dầu ô liu sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho món salad nếu như bạn muốn tăng hương vị và bổ sung dưỡng chất. Thêm muối, đường, tiêu trắng và một chút ngò tây băm nhỏ. Đặc biệt là không thể thiếu nước cốt chanh nha. Trộn đều cho hỗn hợp hòa quyện lại. Luộc đậu nành tươi, đậu lăng, đậu gà. Hành tím thì sắc mỏng rồi cho vào nước đá ngâm để hành được giòn và giúp giảm đi độ hăng. Trộn đều các nguyên liệu với nước sốt nữa là hoàn tất. Trông ngon lành chứ kìa. Phần rau tươi mát là bước đệm để hương vị bùi thơm thơm của đậu càng thêm hoàn hảo. Cam thì chua nhẹ, quyện vào vị béo ngậy từ bơ và cá hồi xông khói. Giờ thì cùng thưởng thức với Thiên đường ẩm thực và đánh giá xem món này có chiếm trọn được con tim của bạn như thế nào nhé. Là một nguyên liệu dễ tìm, chứa nhiều dinh dưỡng, đậu đỏ xuất hiện trong rất nhiều món ăn bồi bổ sức khỏe. Thực đơn nâng cao sức khỏe của bạn có bao nhiêu món rồi, hãy để Thiên đường ẩm thực bổ sung thêm nhé. Đầu tiên, đập dập các khúc gừng, rồi lần lượt cắt hành tím, nấm rơm và hành lá. Để có được nước dùng ngọt và ngon hơn thì cho thêm gừng, hành tím, hành lá để nấu cùng giò heo nhé. Phi thơm hành cùng nấm, khi mùi thơm dậy lên thì cho nước dùng vào. Lần lượt cho giò heo, nếp, đậu đỏ, nêm nếm gia vị, rắc thêm một chút tiêu đen cho thơm. Cuối cùng là nước mắm, để cho hương vị của món ăn thêm đậm đà. Quậy đều và đun cho tới khi gạo nở mềm. Đừng quên cho chút hành gò nữa nha. Đến đây thì ai cũng phải biết là món gì rồi phải không? Hạt gạo thì nở mềm, thơm, hòa cùng với vị béo ngậy từ đậu và gia vị cay nồng. Tất cả quyện lại thành vị ngọt bùi, cây thè vô cùng đặc biệt. Món cháo giò heo đậu đỏ này là bí kíp cho những ai muốn trao gửi yêu thương và ẩm thực đó. Đùa thôi, giờ thì để Thiên đường ẩm thực làm hết tô cái đã. Chưa tạm biệt người bạn đậu đỏ đâu nhé, vì bạn ấy lại xuất hiện trong món sườn hầm kế tiếp đây này. Người bạn này biến hóa đa dạng quá nhỉ. Giờ thì hãy cùng Thiên đường ẩm thực bắt tay vào chế biến ngay món ăn để xem cái bàn đậu đỏ này của chúng ta tuyệt vời như thế nào nhé. Đầu tiên là cắt khúc cà rốt, hành tây, sau đó cắt muối cau cà chua, loại bỏ hạt rồi cắt hạt lựu, luộc chín sườn rồi vớt ra. Một chút muối, đường, tiêu, nước tương, trộn đều cho sườn thấm đều các gia vị, phi thấm hành cùng dầu đậu nành tương an. Bước này sẽ giúp cho món sườn dậy mùi thơm quyến rũ và bổ sung nhiều dưỡng chất như omega 369 tốt cho tim mạch. Cho cà chua vào đảo đều, rồi cho thêm cà chua cô đặc. Giờ thì thả sườn vào thôi. Đổ nước dừa vào và đun sôi, rồi lần lượt cho đậu đỏ, đậu trắng, cà rốt, nấm linh chi, hành tây vào. À, nhớ đừng quên đường phèn, bởi đây là bí quyết sẽ giúp cho món ăn có vị ngọt thanh hơn đó. Thịt sườn thì mềm, đậu đỏ thì bùi, tất cả hòa quyện trong nước súp thơm ngon. Một món ăn ngon thì cần bao nhiêu giây để làm bạn mê say vậy? Với món ăn này thì Thiên đường ẩm thực đảm bảo bạn sẽ ngất ngay từ giây đầu tiên cho mà xem. Món cơm lứt và bò hầm ngũ vị sau đây sẽ có sự góp mặt của đậu đen. Hãy chờ xem loại đậu có vẻ ngoài cứng cỏi này sẽ tỏa sáng thế nào qua tay của đầu bếp Thiên đường ẩm thực nha. Hãy khởi động bằng công đoạn cắt khúc cà rốt, khoai tây. Tiếp đến là cắt ớt chuông xanh thành hình tam giác, rồi đến ớt đỏ. Cà chua thì phải thành hình hạt lựu như thế này. Đem thịt bò đi cắt thành từng miếng vuông vừa ăn và ướp vào một số gia vị, một chút muối, đường, tiêu, ngũ vị hương, ớt bột và nước tương.
trộn đều, trộn đều. Phi thơm tỏi cùng dầu đậu nành Tường An sẽ giúp cho món ăn gia tăng hương vị. Cho cà chua rồi thịt bò vào đảo đều. Thêm nước sôi rồi lần lượt cho cà rốt, khoai tây rồi ớt chuông. Mùi thơm đã bắt đầu lan tỏa rồi đấy. Thiên đường ẩm thực cá là bạn đã háo hức lắm rồi phải không? Nhưng khoan, mình còn phải nấu cơm lứt đậu đen nữa đó. Vo đậu đen và gạo lứt rồi đem đi nấu cho đến khi gạo lứt bung nở và đậu chín mềm. Miếng bò hầm ngũ vị đậm đà ăn kèm với cơm gạo lứt tơi xốp lẫn những hạt đậu đen mềm bùi, rưới thêm ít nước sốt hầm lên trên nữa. Người ta thì hẹn nhau trong bữa tiệc thường nói không say không về. Chứ đến đây thì Thiên Đường ẩm thực chỉ có nhắn nhỏ cho bạn là không no không về nha. Đại tiệc đậu đã sẵn sàng. Thiên Đường ẩm thực sẽ rất tiếc nếu đội nào bỏ lỡ những món ăn thơm ngon và bổ dưỡng này. Hãy chờ xem đội nào sẽ được ăn đây. Hồi hộp quá đi thôi.